Xin chào tất cả các bạn. Thì những cái video trước thì bên mình đa phần là giới thiệu những cái dòng sản phẩm. Thì hôm nay thì bên mình thấy một cái chương trình cũng rất là hay đến từ hãng Milwaukee. Thì bên mình thì ít khi giới thiệu những cái dòng sản phẩm của chương trình Milwaukee lắm. Nhưng mà do đợt này thì bên mình thấy dòng cái sản phẩm, những cái khuyến mãi của bên Milwaukee thì khá là hấp dẫn. Và những cái dòng sản phẩm cũng tương đối là mới. Thì trên video thì các bạn có thể thấy là hai cái dòng sản phẩm của M18 Milwaukee. Đó là một cái dòng máy mài và một cái dòng máy rút rivê. Thì nhiều anh em cũng quan tâm những cái dòng sản phẩm của hãng này đó, thì anh em cũng đang thấy cái chương trình cũng khá là hot. Đó là khi anh em mua một cái thân máy rút rivê của hãng Milwaukee thì anh em sẽ được tặng một cái combo tương đối là đặc biệt. Cũng như là khi anh em dùng một cái dòng máy mài M18 này thì sẽ có một cái combo khuyến mãi có cái trị giá lên tới là 4.344.000. Thì những cái chi tiết cụ thể nhờ sản phẩm và cũng như là nó có gì đặc biệt thì bây giờ mình sẽ được vào cùng video ha. Thì như phần phía trước thì đây là một cái dòng sản phẩm rút rivê dùng cho những anh em mà chuyên bên cửa hoặc là những anh em mà làm về những cái dòng sản phẩm mà về inox á, thì có thể dùng sản phẩm này. Nó thay cho cái công việc mà rút rivê bằng tay thủ công. Thì mã của dòng sản phẩm của Milwaukee đó là M18FRT. Thì với mức giá hiện tại đang bán đó là 9.900.000. Đó thì là cái là bao gồm cái body này. Thì trong cái chương trình này thì anh em sẽ được tặng một cái cục pin 18V 5A cũng như là cục sạc nhanh. Đây là cái cục sạc nhanh. Đó, cục sạc nhanh. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm một cái bao tay cũng như là cái kính đeo này. Đó, đây là một chương trình mình thấy rất là hấp dẫn. Thì vào dòng sản phẩm này thì dòng Milwaukee thì sử dụng cái động cơ không chổi than thì như anh em cũng đã biết rồi. Còn các cái thông số về cái dòng máy này thì anh em có thể tham khảo. Về thông số thì mình nói lướt nhanh qua thôi. Thì dòng này thì nó sẽ có cái lực nó khoảng tầm 20 kN. Và cũng như cái độ sập là độ thụt của cái rút rivê thì nó sẽ là khoảng 30mm. Rồi trong thân máy thì nó sẽ gồm cho anh em là 4 cái đầu rivê gồm nhiều kích cỡ khác nhau. Thì đây là bên mình đã gắn sẵn một cái đầu rivê đó là 4.8mm. Ngoài ra thì nó sẽ có 6 chấm nè, 6.4 và 7mm. Đó là những dòng rivê khá là lớn. Thì trên thân máy thì nó sẽ có thêm một cái phần cờ lê nó nằm ở đây là dùng để anh em tháo mở những cái này để thay đổi. Cũng như là trên đây nó sẽ trang bị một cái phần móc. Thì những anh em làm ở trên cao hoặc là việc nặng á, thì anh em có thể dùng được sợi dây á, mình móc vào trong cái túi quần. Rồi phía sau thì nó sẽ có cái phần hộp chứa, cái phần rivê này đó, là anh em chỉ việc xoay ra, xoay này đó, là nó sẽ mình tháo mình đổ. Và khi anh em rút rivê xong á, thì nó sẽ nằm ở trong đây đó. Về cơ cấu thì rất là đơn giản. Bây giờ mình bấm thử cho anh em cùng nghe tiếng máy ha. Đó, đó nó sẽ rút và coi như là nó sẽ thối lược lại cái phần thừa của cái rivê ra đó. Đó, trong video hôm nay thì bên mình đã chuẩn bị một cái rivê đó là rivê 3, rivê 4 của nhôm và inox cũng như là rivê inox 5mm. Thì đối với những cái dòng mà đầu 4.8mm thì anh em có thể sử dụng những cái rivê nhỏ như là 2, 3 hoặc là 4, 5 để bỏ được. Như đây là rivê 5 này của inox này. Đó, mình vẫn bỏ được. Đó, vì không mất thời gian thì bên mình đã bỏ sẵn một cái phần rivê như nãy mình nói là 4.8mm. Đó thì cơ cấu cũng rất là đơn giản, mình chỉ cần bóp và nó chạy thôi. Đó. Rồi bây giờ thì mình đã chuẩn bị một cái phần hộp sắt này. Đó. Rồi. Hộp sắt bên mình đã khoan sẵn rồi. Bây giờ thì mình sẽ rút thử IV nhôm và cũng như là rivê nắp 5mm. Thì về trọng lượng máy thì sau khi bỏ pin vào thì tương đối rất là nặng. Đó. Thì bây giờ mình sẽ rút con rivê nắp trước ha. Đó, các bạn thấy là cái phần đuôi nó sẽ vào ở trong đây này. Rồi. Đó, ở trong đây này nó sẽ có hai lát rồi. Đó là vừa rồi là rivê nhóc, còn rivê nhôm thì nó sẽ đơn giản hơn. Đó. Đó, các bạn thấy không, sử dụng rất là đơn giản. Đó. Bây giờ thì mình chuyển sang một cái dòng máy mài của Milwaukee M18. Thì cái mã sản phẩm thì tương đối khá là dài, thì các bạn có thể tham khảo ở trên cái đường link cũng như website. Mã của nó sẽ là M18 SXAGV100 BBB. Đó. Thì dòng này thì nó sẽ sử dụng cái
đường kính lưỡi 100mm cũng như là cái cốt máy là M10, là dòng lưỡi thông dụng trên thị trường. Ở đây thì phần sản phẩm thì nó sẽ có phần tay cầm, tương đối rất là chắc chắn và cũng như cái build máy rất là đẹp. Thì dòng này lại sử dụng động cơ không chổi than, cũng như là nó sẽ có các cái tính năng như là chống kẹt lưỡi cũng như là phanh nhanh, đó là chế độ Rapid Stop của Milwaukee. Thì nó phanh nó rơi tầm khoảng chưa tới 1,5 giây là nó sẽ ngừng. Đó. Bây giờ thì mình sẽ gắn pin để cho các bạn cùng nghe tiếng động cơ ha. Đó. Thì cái chương trình mà khuyến mãi của Milwaukee về dòng máy mài thì nó cũng tương tự so với cái dòng máy rút rivet, đó là cũng là một cục sạc nhanh, một cục pin 5A, kính và găng tay. Ngoài ra thì nó sẽ kèm có phần cái túi này nè. Đó. Các bạn thấy. Về đơn giá hiện tại cái combo này nó chỉ có 5.999.000 và tương đương là 6 triệu. Đó, thì được bảo hành là toàn quốc của Milwaukee chính hãng 1 năm. Đây thì phần khóa an toàn nằm ở đây. Sử dụng công tắc bóp. Đó, thắng này. Đây là mình đang để cấp thấp nhất thì nó sẽ có cái 5 cấp chỉnh tương ứng từ 3.500 vòng cho tới 8.500 vòng trên 1 phút. Đó. Đó các bạn thấy không? Thả ra là nó thắng liền, chưa tới 1,5 giây. À, các bạn cũng đừng quên là hiện tại những cái dòng sản phẩm mà có đơn giá mà dưới 6 triệu quen mình thì vẫn đang có hình thức trả góp qua tiền công ty tài chính Funding, là gần như là các bạn không sẽ tốn cái chi phí lãi suất nào, và cũng như là cái thủ tục rất là đơn giản, mình chỉ cần trả trước 1/3 thôi là các bạn có thể sở hữu những cái combo như thế này. Thì hiện tại cái chương trình của Milwaukee thì bên mình chỉ lấy khoảng mỗi cái combo chỉ có một bộ thôi, thì cái này để mình thấy hay, cũng như là dễ đem về cho những anh em mà đam mê dòng Milwaukee thì mình có thể có thêm cái cơ hội tham khảo, cũng như là mình có thể sở hữu, vì những cái chương trình của Milwaukee thì số lượng nó cũng rất là có hạn. Đó. Dòng này là M18 đó. Thì cái chương trình này bên mình sẽ kéo dài khi nào nó hết thôi. Đó. Rồi đây. Rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu anh em đặt mua thì có thể comment hoặc là liên hệ trực tiếp tới tancảngdecor.com, hoặc các em có thể tham khảo qua tại cửa hàng 107 Phùng Hưng Hòa Minh Liên Chiểu, hoặc có thể liên hệ qua số điện thoại 0935 545417. Đó là hai cái combo mới nhất của bên Milwaukee đây.